Xin chào, rất vui vì ta được gặp lại các bạn. Bạn có biết đâu là sinh vật nhanh nhất trái đất? Đâu là những ngọn lửa dai dẳng nhất còn tồn tại? Hay đâu là sinh vật có thể cho nhiều con non bú cùng một lúc nhất? Ai cũng biết cheetah hay báo cheetah là sinh vật nhanh nhất trên cạn, khi có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 120 km/h trong một quãng ngắn khoảng 100 m. Thế nhưng có thể bạn chưa biết, sinh vật này có thể tăng tốc từ 0 lên 60 dặm một giờ, tức là khoảng 96.5 km/h sau chỉ 3 bước dài, xấp xỉ 3 giây. Để cho bạn dễ hình dung thì trên thế giới hiện chỉ có khoảng 36 mẫu xe hơi có khả năng tăng tốc tương đương hoặc tốt hơn loài báo cheetah. Bản thân mẫu xe hai bánh huyền thoại Suzuki Exciter 150 cũng mất tới hơn 10 giây để làm được điều tương tự. Điều này có nghĩa là trên một quãng đường ngắn, bạn không thể dùng chiếc siêu trộm chó 150 để trộm vào con báo cheetah được. Mày bị điên à? Tiện nói về tốc độ, dẫu đúng là trên lý thuyết, báo cheetah có thể dễ dàng dít ga lên trên 100 km/h. Thế nhưng, thực tế cho thấy đa phần những cuộc săn mồi của loài này thường thành công ở vận tốc chỉ khoảng 64 km/h. Cùng đến với một số kỷ lục khác về tốc độ trong giới súc động vật, ta có sinh vật bơi nhanh nhất là những con cá cờ đen, Black Marlin. Khi người ta từng ghi nhận một cá thể cá cờ đen kéo dây câu với vận tốc khoảng 129 km/h. Hay con chim nhanh nhất thế giới, đồng thời là sinh vật nhanh nhất thế giới từng được biết tới, là loài chim cắt lớn Peregrine Falcon, tên khoa học là Falco Peregrinus, với vận tốc lớn nhất từng được ghi nhận đạt được trong những cú bổ nhào từ không trung lên tới 242 dặm/h, tức là xấp xỉ 389 km/h theo đo đạc của kênh truyền hình National Geographic. Để cho bạn dễ mường tượng thì có thể con người khi rơi tự do trong không khí chỉ có thể đạt vận tốc cuối, tức vận tốc tối đa vào khoảng 195 km/h, với tư thế cơ thể nằm ngang, bụng hướng về phía mặt đất, hoặc tối đa là 320 km/h nếu thu gọn tứ chi và sắp thân mình và chúc đầu xuống đất. Những con chim nhỏ nhất thế giới, với chim ở đây có nghĩa là chim trời, có lông vũ và biết bay, thuộc về loài chim ruồi ong Bee Hummingbird, một loài thuộc họ chim ruồi Hummingbird, và là một sinh vật đặc hữu của Cuba, với chiều dài tối đa ở con đực chỉ khoảng 57 mm, với 1/2 trong số đó là mỏ và đuôi, cùng cân nặng chừng 1.6 gram. Bên cạnh là loài chim nhỏ nhất, chim ruồi ong còn là sinh vật máu nóng nhẹ nhất còn tồn tại. Trên thực tế, các nhà khoa học cho rằng một sinh vật máu nóng nhẹ hơn cả một con chim ruồi ong là thứ không thể tồn tại được. Vẫn liên quan đến máu nóng thì sinh vật máu nóng mà lại có vú, thường gọi là sinh vật có vú nhanh nhất thế giới, thuộc về loài chuột chu Atruscan, Atruscan shrew, với cân nặng trung bình chỉ vào khoảng 1,8 gram, cùng chiều dài thân, tức không tính phần đuôi, chỉ vào khoảng 4 cm. Xét riêng về kích thước thì sinh vật có vú nhỏ nhất còn tồn tại mang tên rơi ong hay rơi ong nghệ, bumblebee bat, hay rơi mũi heo kitty, kitty's hawk nose bat, với chiều dài cơ thể chỉ khoảng từ 2,9 đến 3,3 cm, cùng cân nặng rơi vào khoảng 2 gram. Quay trở lại với nhân vật chính, Bee Hummingbird. Sở dĩ được gọi là Bee Hummingbird là bởi chúng là một loài chim với kích thước chỉ nhỉnh hơn một chút so với một số loài ong và luôn tạo ra tiếng vò vẹt khi bay. Nói về tiếng vò ve, âm thanh này được tạo ra nhờ tốc độ vỗ cánh kinh khủng khiếp đảm tầm lớp từ 50 đến 200 lần mỗi giây, tức là từ 3.000 đến 12.000 lần mỗi phút của loài này. Tốc độ vỗ cánh siêu nhanh cùng với tư thế vỗ cánh theo hình số 8 độc nhất vô nhị trong chim giới khiến chim ruồi là loài chim duy nhất còn tồn tại sở hữu khả năng bay lơ lửng trong không trung, bay sang hai bên, bay theo đường chéo hay bay lùi về phía sau mà không dựa vào sức gió. Thế nhưng vẫn lại là các cụ nói cấm có sai, cái gì quá nó cũng không tốt và vẫy cánh nhanh quá cũng vậy. Theo đó,
để có thể thực hiện được hành động có bản chất chẳng khác gì quay tay cường độ cao của mình. Tim của những con chim ruồi ong phải đập với tốc độ lên tới 1.000 nhịp mỗi phút. Để cho bạn dễ hình dung thì trong cùng quãng thời gian đó, quả tim của bạn chỉ đập từ 60 đến 100 phát. Trên thực tế, chim ruồi là sinh vật hàng nhiệt có tốc độ trao đổi chất tính theo cân nặng cao nhất thế giới. Tuy nhiên, không như bạn nghĩ, danh hiệu này chả mang lại chút lợi lộc gì cho loài chim nhỏ bé này. Đơn giản là bởi để có đủ nhiên liệu cho việc quay tay cường độ cao của mình, mỗi ngày chim ruồi ong phải hút được một lượng mật nặng gấp từ 2 đến 3 lần trọng lượng cơ thể, tức là từ 140 đến 210 kg nếu sinh vật này sở hữu khối lượng của con người. Trong trường hợp khan hiếm thức ăn hoặc lúc nghỉ ngơi ban đêm, chúng buộc phải đưa cơ thể về trạng thái lim đi hay trạng thái mềm mệt, nguyên văn tiếng Tây là torpor, một trạng thái tương tự quá trình ngủ đông, nhằm làm giảm tốc độ trao đổi chất trong cơ thể xuống chỉ còn 1 phần 15 so với bình thường. Nếu đi ngủ mà quên đưa cơ thể về trạng thái torpor, chim ruồi sẽ chết vì đói trong giấc ngủ. Quay trở lại với chủ đề chim cò, nhưng với chim lúc này mà nghĩa họa mi chính là cái cần tăng dân số ở nam giới. Danh hiệu những con họa mi ngắn nhất thế giới thuộc về team anh em ở Hàn Quốc và Triều Tiên, với chiều dài trung bình chỉ vào khoảng 9,66cm khi hết cỡ. Ở chiều ngược lại, những con chim phổng phao nhất thế giới thuộc về team anh em ở Cộng hòa Dân chủ Congo, với chiều dài trung bình tận 17,93cm và bằng khoảng 1 phần 10 chiều dài cơ thể. Và nếu như bạn đang thắc mắc, và tớ chắc chắn là bạn đang thắc mắc, thì những cái cần của nam giới Việt Nam dài trung bình khoảng 11,47cm, bằng khoảng 81,75% mức trung bình của thế giới, khoảng 14,03cm, đồng thời xếp hạng 78 trên tổng số 88 quốc gia được xếp hạng bởi trang worldata.info. Quá là nhiều chim cho một video. Tẩy chay được định nghĩa là hành động tự nguyện và cố ý tránh sử dụng, mua bán hoặc giao dịch với một người, một tổ chức hay một quốc gia nhằm biểu hiện sự phản kháng, sự chống đối đối với cá nhân, tổ chức hay quốc gia đó vì một lý do đạo đức, xã hội, chính trị hay môi trường nào đó. Giả dụ như cửa hàng A bán đồ ăn kém chất lượng, vì thế cộng đồng người tiêu dùng quyết định tẩy chay, không ăn, không mua bán gì ở cửa hàng đó nữa. Hay thằng B nào đó bẩn tính, kẻ sĩ nên bạn cùng lớp quyết định tẩy chay, không chơi cùng, không cho chơi cùng và cũng không cho nhìn bài nữa. Đấy, nôm na nó là vậy đấy. Tuy nhiên, điều mà VFX muốn nói với các bạn lại là ở nguồn gốc của từ tẩy chay, và phải là từ tẩy chay trong tiếng Anh cơ. Theo đó, từ boycott mang nghĩa tẩy chay trong tiếng Anh không phải là một từ cổ, không có nguồn gốc Latin và cũng chả phải là một từ mới được sáng tác ra bởi cộng đồng mạng. Trên thực tế, từ boycott được lấy theo tên của Charles Boycott, một nhân viên nhà đất người Anh thế kỷ 19. Ông này, sau khi đưa ra đề xuất thu hồi đất đai của những người dân địa phương, đã được, bị tẩy chay một cách triệt để, khi mà cư dân trong vùng thì không giao thiệp với ông, các cửa hàng, quán xá thì từ chối phục vụ, còn bản thân tên của ông, Boycott, thì được dùng như một động từ với nghĩa tẩy chay. Nhỏ. Đám cháy mỏ than Coal Fire là khái niệm dùng để chỉ những đám cháy tự nhiên tại các mỏ than lộ thiên hoặc các mỏ ngầm trong lòng đất được khơi mào từ một tia sét, một đám cháy rừng hay từ sự vô tình, sự cố ý, sự vô tình đầy cố ý hay sự cố ý một cách rất chi là vô tình của con người. Các đám cháy mỏ than trên trái đất được xem là một trong những loại đám cháy bền bỉ nhất hành tinh, khi mà sự cách nhiệt hoàn hảo với môi trường bên ngoài cũng như việc tránh được những tác động xấu cho sự cháy như mưa bão hay băng tuyết khiến chúng có thể tồn tại liên tục trong hàng chục, hàng trăm hay thậm chí là hàng ngàn năm, tùy thuộc vào quy mô của mỏ than, từ hàng ngàn, hàng trăm ngàn cho tới hàng triệu tấn, và chỉ biến mất khi mỏ than đã cạn kiệt. Theo đó, người ta ước tính trên thế giới hiện tồn tại hàng ngàn đám cháy mỏ than, với đám cháy dai dẳng nhất và cổ xưa nhất còn tồn tại nằm trên ngọn núi cháy Burning Mountain ở Wigan, New South Wales, Australia, cách thành phố Sydney 224 km về phía bắc. Đám cháy ngầm được cho là nằm ở độ sâu khoảng 30m dưới lòng đất và có vẻ như là đã cháy được khoảng 6.000 năm. Vẫn theo đó, ngọn lửa âm ỉ được cho là đang di chuyển chậm về phía nam với vận tốc khoảng 1m mỗi năm. Việc ngọn lửa âm thầm gặm nhấm mỏ than suốt hàng ngàn năm
đã khiến đất đai trên bề mặt ngọn núi cháy đổi màu vì sức nóng. Cùng với đó, bề mặt ngọn núi cũng trở nên gồ ghề do sự sụt lún gây ra bởi những lỗ hổng khổng lồ cho lòng đất. Tuy các vụ cháy mỏ than về cơ bản rất có hại cho con người và súc động vật khi chúng tiêu hủy một lượng cực lớn than đá, phát thải ra môi trường nhiều loại khí độc hại, đốt cháy nhiều khu rừng, làm sụt lún và hư hại nhiều công trình nhân tạo như đường xá, cầu cống, các hệ thống ống ngầm, cáp ngầm hay nhà cửa. Thế nhưng việc dập tắt các đám cháy kiểu này gần như không được triển khai, đơn giản là bởi chúng quá khó và quá tốn kém để có thể thực hiện. Để cho bạn dễ hình dung thì ngay cả những cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày trời cũng gần như không thể chạm tới được những đám cháy mỏ than. Đó chính là điểm mấu chốt khiến chúng có thể tồn tại lâu đến như vậy. Cách duy nhất mà những đám cháy dạng này có thể bị dập tắt trong tự nhiên, bên cạnh việc nguồn than đá cạn kiệt, đó là do chúng đen, đám cháy thì lại hút phải những mảnh đất ngầm to tổ bố. Một sinh vật để được gọi là động vật có vú cần rất nhiều yếu tố. Thế nhưng, yếu tố tiên quyết là chúng phải có vú, hay chính xác hơn là có tuyến vú, làm nhiệm vụ tiết sữa nuôi con. Với những cây vú nhỏ nhất, hiển nhiên thuộc về những sinh vật có vú nhỏ nhất thế giới. Một danh hiệu được chia sẻ giữa hai loài, chuột chù Atroscan, Atroscan shrew, với cân nặng trung bình chỉ vào khoảng 1,8 gram, cùng chiều dài thân, tức không tính phần đuôi, chỉ vào khoảng 4 cm, và dây ong hay dây ong nghệ, bumblebee bat hay dây mũi heo kitty, kitty hawk nose bat, với chiều dài cơ thể chỉ khoảng từ 2,9 đến 3,3 cm, cùng cân nặng rơi vào khoảng 2 gram. Ở chiều ngược lại, những quả vú lớn nhất thế giới không thoát khỏi tay cá voi xanh, sinh vật có vú kiêm sinh vật lớn nhất còn tồn tại và từng tồn tại. Tuy nhiên, không giống với những gì bạn đang hình dung, thứ mà chúng tôi đề cập tới nãy giờ thực ra là tuyến vú chứ không phải vú. Bởi nếu bạn còn nhớ thì con người là sinh vật có vú duy nhất sở hữu những cặp vú vĩnh viễn với kích thước cố định ngay cả khi không tiết sữa nuôi con. Theo đó, dẫu dài tới 1,5 m và nặng bằng một con voi châu Phi lúc mới sinh, khoảng hơn 100 kg. Thế nhưng, một con cá voi xanh sẽ chả bao giờ cảm thấy ngại khi không mặc áo ngực, đơn giản là bởi vú hay tuyến vú của chúng ẩn vào trong chứ không bong ra ngoài như ở người. Lại nói về chuyện cho con bú ở cá voi xanh, thứ mà cá voi mẹ dùng để nuôi con nó không hẳn là sữa mà phải là siêu sữa, khi chứa lượng protein và chất béo cao gấp khoảng 10 lần sữa người. Điều đó khiến sữa cá voi xanh sở hữu độ đặc tựa tựa như kem đánh răng vậy. Theo đó, cá voi xanh cho con bú bằng cách tống dòng siêu sữa ra khỏi cơ thể. Con non sau đó sẽ bình tĩnh thưởng thức chúng, bởi dù gì thì loại siêu sữa này cũng không thể bị hòa tan một cách nhanh chóng vào nước biển. Tiện nói về sữa, thì trong khoảng từ 5 đến 7 tháng đầu đời của mình, một con cá voi xanh sẽ bú tổng cộng khoảng 17 tấn sữa, với trung bình khoảng 190 lít mỗi ngày. Lượng siêu sữa khổng lồ này giúp khối lượng của con non tăng tới 4,7 kg mỗi giờ, tương ứng với mức 113 kg mỗi ngày và khoảng 20 tấn tại thời điểm cày sữa. Về mặt số lượng, sinh vật sở hữu nhiều vú, chính xác hơn thì là nhiều đầu ti nhất, theo sách kỷ lục Guinness Thế giới xuất bản năm 2015, là loài thú có túi ô cốt đuôi ngắn Short-tailed Opossum với tối đa 27 đầu ti. Ở một thế cực buồn hơn rất nhiều, thú mỏ vịt và bốn loài thú lồng nhím đứng chung hàng ngũ những sinh vật có vú ít đầu ti nhất với không có cái nào cả. Sữa, theo đó, được tiết ra qua tuyến vú và chảy tràn lan trên da con mẹ. Và với khẩu hình như thế này và thế này thì bạn hiểu vì sao chuyện cho con bú ở những sinh vật này lại là cả một câu chuyện buồn rồi đấy. Viên kim cương thô lớn nhất từng được tìm thấy bởi con người có tên viên kim cương Carlinum, Carlinum Diamond, dài 10,1 cm, rộng 6,35 cm, sâu 5,9 cm và nặng 3,106,75 carats hay 621,35 gram, tức chỉ xem xem một hòn đá nhỏ. Ấy thế mà chỉ riêng Carlinum 1 hay ngôi sao lớn của châu Phi, Red Star of Africa, mảnh cắt lớn nhất trong tổng số 9 mảnh cắt lớn từ viên kim cương Carlinum,
với số đo 3 vòng lần lượt là 5,89 x 4,54 x 2,77 cm, cùng cân nặng 530,2 carat, tức 106,04 gram. Hiện đang được đính trên quyền trượng của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, đã có giá khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ vào thời điểm năm 1908, hay 51,4 triệu đô la Mỹ, tức khoảng 1.192,6 tỷ Việt Nam đồng ở thời điểm hiện tại. Và đó chỉ là giá trị của một phần của một viên kim cương có kích cỡ gần bằng nắm tay người lớn. Hãy để VFX giới thiệu cho các bạn thứ gì đó kích thích hơn chút nữa. Mời bạn đến với hố thiên thạch Poppy Guy ở Siberia, phía bắc nước Nga. Đây là hố thiên thạch lớn thứ tư thế giới về đường kính, khoảng từ 90 đến 100 km sau hố Bradford ở Free State, Nam Phi, hố Chicxulub ở Yucatan, Mexico và hố Sudbury ở Ontario, Canada, với đường kính lần lượt là 160, 150 và 130 km. Quay trở lại với hố Poppy Guy, vụ va chạm ở vận tốc khoảng từ 15 đến 20 km/h gây ra bởi một thiên thạch có đường kính từ 5 đến 8 km cách đây 35 triệu năm. Ngoài tạo ra một cái hố to chả bã lửa, xúc và hất lên không gian hàng nghìn km khối đất đá, còn khiến hàng tỷ mét khối đá nóng chảy, cũng như biến một lượng lớn than trì có thành phần chính là carbon thành kim cương. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Kim cương đấy. Cụ thể hơn, sức nóng cộng với áp suất kinh hoàng của vụ va chạm, hay chính xác hơn là tại điểm va chạm, đã gần như ngay lập tức biến toàn bộ lượng than trì nằm trong bán kính khoảng 13,6 km tính từ điểm va chạm trở thành dạng thù hình đẹp và quý giá nhất của carbon. Các nhà khoa học ước tính rằng lượng kim cương được tạo thành sau vụ va chạm long trời lở đất theo nghĩa đen này nặng hàng nghìn tỷ carat và có giá trị hàng triệu tỷ đô la Mỹ theo cân nặng, thế nhưng lại gần như chưa được khai thác bởi con người. Nguyên nhân là bởi bên cạnh vị trí địa lý quá xa xôi, hẻo lánh và sự thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, đa phần lượng kim cương tại hố Poppy Guy đều quá nhỏ, với đường kính trung bình chỉ từ 0,5 đến 2 mm, do thời gian va chạm quá ngắn. Cùng với đó là chất lượng quá kém, khi mà đa số đều được tích tụ và liên kết với nhau từ những hạt kim cương nano với đường kính dưới 1 micromet và do đó gần như không thể cạnh tranh với kim cương nhân tạo. Và nếu như bạn vẫn chưa cảm thấy phấn khích với một hố kim cương đường kính vài chục km, xin được giới thiệu hành tinh kim cương mang tên 55 Cancri E. Với đường kính gấp khoảng 2 lần và khối lượng gấp khoảng 8,63 lần hành tinh của chúng ta, 55 Cancri E được đánh giá là hành tinh đắt giá nhất vũ trụ, khi mà một lượng lớn số carbon cả trên bề mặt và trong lõi của hành tinh này dưới nhiệt độ và áp suất cực cao đã và đang được chuyển hóa thành những hòn, những cục và những bãi kim cương khổng lồ. Và nếu như bạn đang thắc mắc thì nguyên nhân khiến 55 Cancri E trở thành một cái lò luyện kim cương khổng lồ, bên cạnh việc được cấu tạo từ những tài nguyên dầu carbon, chính là ở khoảng cách quá nhỏ giữa nó và ngôi sao chủ của mình. 55 Cancri E chỉ 2.340.000 km, tức chỉ gấp 6 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, đồng thời chỉ bằng 1 phần 64 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời, khoảng 150 triệu km. Vẫn theo các nhà khoa học thì carbon chiếm tới 1 phần 3 khối lượng của 55 Cancri E. Cộng với việc đa phần lượng carbon có lẽ đã và đang ở dạng kim cương, người ta ước tính được giá trị của hành tinh kim cương rơi vào khoảng 26,9 x 10 mũ 29 đô la Mỹ, tức là 2.690 tỷ 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 đô la Mỹ, tức là gấp khoảng 128,7 tỷ tỷ lần GDP của Mỹ, cường quốc số 1 thế giới năm 2018. Tuy nhiên, trước khi bạn nghĩ đến chuyện lập kế hoạch thôn tính cũng như khai thác kim cương trên 55 Cancri E, xin được lưu ý nhẹ với bạn rằng nhiệt độ bề mặt trung bình của hành tinh cách trái đất khoảng 40 năm ánh sáng này dao động trong khoảng từ 1.371 đến 2.300 độ C, đủ để làm tan chảy cả sắt thép. Và nếu đến thế mà bạn vẫn còn chưa thỏa, VFX buộc lòng phải phọt ra thứ cuối cùng mà chúng tôi có thể phọt ra: một ngôi sao kim cương. Thật vậy, BPM-37093, nickname Lucy, là tên gọi của một ngôi sao lùn trắng với khối lượng gấp 1,1 lần khối lượng mặt trời, tức gấp khoảng 363.000 lần khối lượng trái đất, nhưng lại chỉ có đường kính vào khoảng 7.928 km, tức là còn chưa bằng 2 phần 3 đường kính trái đất, khoảng 12.742 km. Đồng nghĩa với đó là vật chất trên ngôi sao lùn trắng với đa phần là carbon và oxy này sở hữu độ đậm đặc cực kỳ khủng khiếp. Và có một điều còn khủng khiếp hơn, đó là trong quá trình nghiên cứu về Lucy, các nhà khoa học nhận thấy rằng 90% khối lượng của cô đã kết tinh.
cộng với việc được cấu tạo chủ yếu từ carbon. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là BPM-37093 hay Lucy chính là cục kim cương lớn nhất, nặng nhất và sáng nhất mà con người từng phát hiện được, với khối lượng vào khoảng 1 x 10 mũ 34, hay dễ hiểu hơn là 10 triệu tỷ 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 carat, hay khoảng 2 tỷ 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 tấn, tức khoảng 400 triệu tỷ tỷ con voi châu Phi trưởng thành, nếu như bạn đang cần một cái gì đó gần gũi hơn nữa để hình dung. Và đến đây mà bạn vẫn còn chưa cảm thấy thuyết phục nữa thì tôi cũng cầu y quy huyền quỳ. Nói về núi, trong khi Everest là ngọn núi cao nhất trái đất với chiều cao 8.848m so với mực nước biển, thì ngọn Mauna Kea ở Hawaii lại là ngọn núi cao nhất trái đất tính từ chân núi tới đỉnh núi với khoảng 10.000m. Trong số đó, chỉ 4.207m nằm trên mực nước biển. Xa ra một chút, ngọn núi lửa khiên Olympus Mons trên sao hỏa hay hỏa tinh là ngọn núi nằm trên một hành tinh cao nhất trong hệ mặt trời với 21.287m so với đường tiêu chuẩn hỏa tinh Mars Global Datum, khác với con số 25km mà chúng tớ từng trình bày trong video Vũ trụ 6, những sự thật thú vị về hỏa tinh, vốn là chiều cao từ chân đến ngọn, được tính thông qua việc đo đạc sự thay đổi về chiều cao, từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất trong khu vực và ít khi được sử dụng. Vẫn trong hệ mặt trời thì ngọn núi Receiver Mons nằm trên tiểu hành tinh Vesta thuộc vành đai tiểu hành tinh nằm giữa quỹ đạo của Hỏa và Mộc Tinh với đường kính khoảng 525km. Một cách chưa chính thức và vẫn còn gây tranh cãi là ngọn núi cao nhất mà con người từng ghi nhận được trong vũ trụ với chiều cao khoảng 22.000m. Có một sự thật không thể chối cãi rằng khí hậu trái đất đang ngày một cực đoan. Thế nhưng dù có cực đoan thêm mấy lần nữa thì chúng ta vẫn nên cảm thấy phúc tổ 69 đời vì được sống trên trái đất, chứ không phải trên những hành tinh sau. Trong bầu khí quyển của Mộc Tinh, tồn tại một vùng áp suất cao có tên gọi điểm đỏ lớn, The Great Red Spot, nơi sản sinh ra cơn bão xoáy nghịch thuộc hàng lớn nhất trong hệ mặt trời, với chiều rộng vào khoảng 16.350km, gấp 1,3 lần đường kính trái đất, với những cơn gió đạt vận tốc 618km/h, gấp khoảng 1,5 lần. Cơn gió mạnh nhất từng được ghi nhận trên trái đất với vận tốc 408km/h được ghi nhận trong cơn bão Olivia vào ngày 10 tháng 4 năm 1966 tại đảo Barrow, Australia. Điều đáng nói là cơn siêu bão trên Mộc Tinh được cho là đã tồn tại muộn nhất là từ năm 1665. Lần đầu tiên nó được phát hiện cho đến tận ngày nay, tức là đã 354 năm. Thủy tinh thì sở hữu mức chênh lệch nhiệt độ vào hang khủng khiếp nhất Vịnh Bắc Bộ, Thái Dương Hệ, với biên độ lên tới hơn 600 độ C, với khoảng 430 độ C vào ban ngày và âm 180 độ C vào ban đêm, đủ để liên tục nướng chín bạn vào ban ngày, cấp đông vào ban đêm, sau đó lại tiếp tục giã đông và nướng thêm một lần nữa vào ngày hôm sau. Bá đạo nhất phải kể đến đó là những cơn bão xoáy nghịch nằm trong điểm đen lớn hay điểm tối lớn, The Great Dark Spot trên Hải Vương Tinh. Dẫu chỉ có kích cỡ xấp xỉ trái đất, tức là nhỏ hơn một chút so với điểm đỏ lớn của Mộc Tinh, sức gió tại điểm tối lớn lại đạt đến cực hạn, khoảng 2.400km/h, đồng thời là những cơn gió khủng khiếp nhất từng được ghi nhận trong hệ mặt trời. Để cho bạn dễ hình dung thì tốc độ hành trình của một chiếc máy bay dân dụng phản lực Boeing 747 chỉ là khoảng 920km/h, hay tốc độ lan truyền của âm thanh trong không khí chỉ là 1.234,8km/h. Sở dĩ nói là nhanh nhất trong hệ mặt trời là bởi các nhà thiên văn học mới đây đã phát hiện ra những cơn gió nhanh nhất vũ trụ có bản chất là những luồng gió cực tím hay gió tia tử ngoại, nguyên văn là ultraviolet winds, khi chúng xoay quanh một siêu hô đen với vận tốc khoảng 200 triệu km/h, tức xấp xỉ 20% tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý rằng cơn siêu gió vừa rồi có bản chất khác hoàn toàn so với những cơn gió ở trái đất hay từ các hành tinh trong hệ mặt trời, vốn có bản chất là những dòng chuyển động của các loại khí. Gió tử ngoại cùng với nhiều loại gió vũ trụ khác có bản chất là những dòng năng lượng, tỉ dụ như những dòng plasma bắn ra từ mặt trời mà ta hay gọi là gió mặt trời, solar wind, hay sự chuyển động với tốc độ cực cao của khí ga trên những đĩa hồi tụ quanh các chuẩn tinh với tên gọi là gió chuẩn tinh, quasar wind. Đấy, giờ thì bạn còn than phiền chuyện thời tiết
tắc không nào? Kỷ lục thế giới ở bộ môn cử tạ nam hiện thuộc về vận động viên người Georgia có tên Lasha Talakaze với thành tích 218kg ở nội dung cử giật và 260kg ở nội dung cử đẩy. Cùng tổng trọng lượng của hai bài thi đạt 478kg, tương đương với cân nặng của khoảng 7 người lớn. Thế nhưng, kỷ lục này vẫn chưa thấm vào đâu so với kỷ lục khối lượng lớn nhất từng được nhắc lên bởi con người, 6.720 pound, tức 2.840kg, được đề cập trong sách kỷ lục Guinness Thế giới, xuất bản năm 1985. Theo đó, lực sĩ, nhà vô địch cử tạ Olympic và Thế giới, kỷ lục gia người Mỹ Paul Anderson đã dùng lưng gánh một khối lượng tương đương với 40,5 người trưởng thành hay hơn một nửa con voi châu Phi trưởng thành, nhích lên một chút so với da đỡ vào ngày 12 tháng 6 năm 1957 tại hạt Tocoa, bang Georgia, nước Mỹ. Tuy nhiên, 2.840kg hay 2,8 tấn vẫn chưa nhằm nhò gì so với thứ nặng nhất mà con người từng muốn nâng. Trái đất nặng 5.972 tỷ tấn. Thật vậy, nếu như bạn còn nhớ thì Archimedes, nhà toán học, vật lý học, thiên văn học, kỹ sư và nhà phát minh người Hy Lạp thế kỷ thứ 3 trước công nguyên từng phát biểu rằng: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nhấc bổng cả trái đất." Câu nói này thoạt nghe thì rất hoang đường, thế nhưng nếu nghiên cứu kỹ một chút thì ta sẽ thấy nó vẫn cực kỳ hoang đường. Theo đó, các nhà khoa học cho rằng điểm tựa mà Archimedes đòi ở đây chính là một đòn bẩy khổng lồ. Và với cân nặng 5.972 tỷ tấn, thì nếu như tay đòn ngắn hay dễ hiểu hơn thì là khoảng cách từ đầu này đến điểm tựa của đòn bẩy là 1 mét, thì tay đòn dài, khoảng cách từ điểm tựa đến đầu kia của tay đòn sẽ phải dài khoảng 8 x 10 mũ 22 mét hay 80 tỷ tỷ km, tương đương với khoảng 8,455 triệu năm ánh sáng. Để cho bạn dễ hình dung thì đường kính của Milky Way, thiên hà trên đường mặt trời cùng khoảng 250 tỷ ngôi sao khác chỉ là 105.700 năm ánh sáng. Thế nhưng, hãy tiếp tục giả sử là ta có thể đúc được một tay đòn kim loại dài gấp 80 lần đường kính Milky Way mà không bị bẻ cong hay bị hút vào bởi những thiên hà lân cận, thì để bẩy được trái đất lên cao khoảng 1cm, Archimedes sẽ phải đẩy tay đòn dài xuống một đoạn ngắn thôi, khoảng 1 tỷ tỷ km. Và để làm được điều đó, ông này sẽ cần khoảng 30.000 tỷ năm không ăn, không ngủ, không y, chỉ sống và liên tục đẩy tay đòn xuống bằng một nguồn năng lượng tương đương một mã lực, hoặc tối thiểu là 105.697 năm nếu ông có thể đẩy tay đòn dài xuống với vận tốc khoảng 300.000 km/giây, tức vận tốc ánh sáng. Và giờ thì bạn thấy tác hại của việc hút lá đu đủ rồi chắn gió rồi đấy. Chim chiến hay chim tàu khu trục, Frigate Bird, là một họ nhà chim biển với 5 loài, mang những đặc tính nổi bật như sở hữu bộ lông với chủ yếu là màu đen, đuôi dài, chạc đôi giống đuôi én cùng chiếc mỏ dài và cong như lưỡi câu. Ngoài ra, chim chiến cái có lông mụ màu trắng, còn con đực thì sở hữu một túi da màu đỏ đặc trưng kéo dài từ dưới mỏ xuống tới phần ngực, trông hệt như mông của những con khỉ đầu chó. Chúng nổi tiếng trong chim giới nhờ khả năng thực hiện những siêu hành trình. Cụ thể, một con chim chiến có thể bay liên tục, không ngừng nghỉ suốt 185 ngày, tức 6 tháng 5 ngày, với chặng bay dài xấp xỉ 35.000 dặm, tức khoảng 56.327 km, gấp 1,4 lần chu vi xích đạo của trái đất, hay đủ để bay khoảng 24 vòng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Để làm được điều đó, chim chiến sở hữu tỷ lệ giữa diện tích cánh và khối lượng cơ thể lớn nhất trong họ nhà chim. Điều này khiến việc bay của chúng đôi khi không hẳn là bay mà là lượn, khi mà chúng có thể vi vu tối đa tận 40 phút ở trên trời mà không cần phải vỗ cánh trong những ngày thời tiết thuận lợi. Thế nhưng chim chiến vẫn chưa phải là loài chim sở hữu khả năng bay liên tục lâu nhất trong chim giới. Danh hiệu này thuộc về một loài chim thân thuộc đến mức 99,99% những người đang xem video này đã từng ít nhất một lần trong đời được nghe về nó. Đó là chim én Common Swift. Thật vậy, một nghiên cứu được thực hiện bởi Lund University, Thụy Điển cho thấy 3 trong số 19 con chim én được lựa chọn để theo dõi đã không hề dừng lại trong suốt khoảng 10 tháng, tức 300 ngày liên tục, khi chúng thực hiện hành trình di cư từ Bắc Âu, bắt đầu từ tháng 8 xuống những khu rừng mưa ở Trung Phi vào mùa xuân, rồi lại bay trở về vào tháng 6 sang năm. Những con còn lại chỉ dừng bay trong khoảng 0,5% tổng thời gian được theo dõi.
Điều này có nghĩa là một con chim én về cơ bản chỉ dành khoảng 2 tháng mỗi năm ở trên tổ cho việc sinh nở và nuôi con. Còn phần lớn thời gian trong cuộc đời của chúng nằm trên không trung, trên những chặng bay xuyên lục địa. Chúng ăn trên trời, ra phối trên trời, thay lông trên trời và ngủ cũng trên trời luôn. Các nhà khoa học ước tính rằng một con chim én có thể sống thọ tới 20 năm. Và nếu như bạn cung cấp đủ những điều kiện lý tưởng, thì trong suốt cuộc đời của mình, một con chim én có thể, trên lý thuyết, bay từ trái đất tới mặt trăng rồi vòng về 7 lần. Hoặc bay vòng quanh trái đất 134 vòng, tương đương với quãng đường 5,38 triệu km. Người ta định nghĩa đảo là phần đất được bao quanh hoàn toàn bởi nước nhưng không phải là lục địa. Theo định nghĩa này, ta có hòn đảo lớn nhất thế giới, rõ ràng là Greenland thuộc Vương quốc Đan Mạch với diện tích lên tới 2.166.086 km², tức là gấp khoảng 7 lần diện tích của giải đất hình chữ sở nặng, tức là sở sung sướng. Vì rộng lớn, thế nhưng Greenland cũng cực kỳ thừa thớt. Trên thực tế, đây là vùng lãnh thổ thừa rộng nhất thế giới với chỉ 0,026 người trên 1 km², tức là mỗi người trung bình được chia tận 38,77 km², tức là 38.770.000 m² không gian sống. Ở chiều ngược lại, tuy hòn đảo nhỏ nhất thế giới là một thứ quá khó để xác định bởi nó phụ thuộc vào vô hạn các yếu tố. Tuy nhiên, ta vẫn có thể xác định được hòn đảo nhỏ nhất thế giới có người ở thường xuyên, có tên Just Room Enough, tạm dịch là chỉ đủ cho một phòng, hay Hub Island thuộc quần đảo nghìn đảo Thousand Islands nằm trên con sông Saint Lawrence dọc biên giới Mỹ-Canada với diện tích chỉ 306,58 m², với độc một căn nhà nhỏ và một cái cây. Hay hòn đảo nhỏ nhất thế giới sở hữu một tòa nhà có tên Bishop Rock thuộc quần đảo Scilly phía tây nam ngoài khơi nước Anh với chiều rộng chỉ 16 m, chiều dài chỉ 46 m, nhưng lại sở hữu một ngọn hải đăng cao tận 49 m. Cùng đến với một số kỷ lục khác về đảo, ta có hòn đảo hẻo lánh nhất hay hòn đảo xa bờ nhất thế giới có tên Bouvet Island, rộng 49 km² và nằm cách vùng đất có người ở thường xuyên gần nhất, quần đảo Tristan da Cunha, gần 2.300 km. Tiện nói đến Tristan da Cunha, đây là quần đảo có người ở hẻo lánh nhất thế giới với đảo chính rộng 98 km², team dân khoảng 250 người và cách phần đất liền gần nhất, bờ biển Cape Town, Nam Phi, gần 2.800 km. Tiếp theo, ta có hòn đảo nằm trong một cái hồ, nằm trên một hòn đảo, nằm trong một cái hồ, nằm trên một hòn đảo lớn nhất thế giới, nhiều khả năng là hòn Vulcan Point, nằm trong hồ núi lửa chính, bên Crater Lake, nằm trong miệng núi lửa Tha, nằm trong hồ Tha, nằm trên đảo Luzon của Philippines, hoặc rất có thể là một hòn đảo vô danh, nằm trong một cái hồ nhỏ vô danh, nằm trên một hòn đảo vô danh lớn hơn, nằm trong một cái hồ vô danh lớn hơn chút nữa, thuộc đảo Victoria của Canada. Những hòn đảo cao nhất thế giới nằm ở độ cao tận 5.209 m so với mực nước biển. Chúng nằm trong lòng hồ Obaco, rộng 100 km² ở quận Nagari thuộc khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Trong khi đó, những hòn đảo thấp nhất thế giới lại nằm ở độ sâu tận 102 m so với mực nước biển. Đảo Franchetti hay đảo Deset nằm trong lòng hồ muối Afrera, Ethiopia. Và cuối cùng, mời bạn đến với hòn đảo Santa Cruz del Islot nằm ở ngoài khơi Colombia. Đây là một hòn đảo nhân tạo nhỏ với diện tích chỉ 12.000 m², tức chỉ hơn 1 hecta, nhưng lại cực kỳ nhộn nhịp và đông đúc với tận 1.200 dân, tương ứng với mật độ dân số tận 40.417 người trên 1 km². Để cho bạn có tương quan so sánh, thì mật độ dân số của Việt Nam chỉ là 286 người trên 1 km², và của Monaco, quốc gia có chủ quyền đồng đúc nhất thế giới, chỉ là 18.960 dân trên 1 km². Thế nhưng, Santa Cruz del Islot vẫn chưa phải là hòn đảo đồng đúc nhất thế giới. Danh hiệu này thuộc về Islet of Brownie, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Cộng hòa Haiti với diện tích vỏn vẹn 0,004 km², tức 4.000 m², nhưng lại chơi chấp tận 500 dân, tương ứng với mật độ dân số không tưởng 125.000 người trên một mảnh đất hình vuông cạnh 1 km. Dưới tác động của lực hấp dẫn, tất cả những vật thể có kích thước lớn trong vũ trụ
đều phải có dạng một khối cầu hoặc một khối gần cầu, với khối cầu cầu nhất. Nghe khấm nhở. Khối cầu hoàn hảo nhất trong tự nhiên, từng được quan sát bởi con người, tưởng xa mà gần, chính là mặt trời. Thật vậy, vào năm 2012, một nhóm các nhà khoa học cầm đầu bởi tiến sĩ Jeffrey Kuhn tại trường đại học Hawaii của Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành đo đạc một cách chính xác sự dẹt hay sự phình ra ở xích đạo của mặt trời. Và kết quả mà họ nhận được thực sự đáng kinh ngạc. Theo đó, dẫu sở hữu đường kính trung bình lên tới 1,391 triệu km, mức chênh lệch đường kính đo tại xích đạo và tại hai cực của mặt trời chỉ là 10 km, tương đương với chỉ 1 phần 139.000 lần chiều dài đường kính. Để cho bạn có tầm quan so sánh thì trái đất, một hành tinh bé tẹo tèo teo với đường kính trung bình vỏn vẹn 12.742 km, tức là chỉ bằng 1 phần 109 lần đường kính mặt trời, lại sở hữu mức chênh lệch về đường kính lên tới 42,72 km, tức bằng khoảng 1 phần 298 lần chiều dài đường kính. Tiện nói về những con số thì hành tinh sở hữu quả bụng phệ nhất trong hệ mặt trời chính là Thổ Tinh, với đường kính xích đạo lớn hơn đường kính tại hai đầu cực tới 11.808 km, tức là gần bằng 1 phần 10 chiều dài đường kính. Quay trở lại với mặt trời, để giúp bạn thuận tiện hơn trong việc hình dung ra được vật thể hình cầu cầu nhất trong tự nhiên thì sẽ cầu như thế nào? Nhóm nghiên cứu cho biết, nếu thu nhỏ mặt trời về với kích thước của một quả bóng hơi bãi biển thì sự khác biệt về đường kính lúc này thậm chí còn nhỏ hơn bề dày của một sợi tóc người, khoảng từ 0,06 đến 0,08 mm. Thế nhưng, mặt trời vẫn chưa phải là vật thể hình cầu hoàn hảo nhất mà con người từng biết tới. Danh hiệu này thuộc về một khối cầu silic 28 bóng nhoáng, đường kính 93,75 mm và nặng đúng 1 kg, với sai số về đường kính chỉ là 0,3 nanomet. Để cho bạn dễ hình dung độ hoàn hảo của khối cầu hoàn hảo nhất từng được biết đến bởi nhân loại, thì nếu khối cầu này sở hữu kích thước của trái đất, khoảng cách từ đỉnh của ngọn núi cao nhất xuống tới đáy của thung lũng sâu nhất chỉ là 14 mét. Con số này của trái đất là 19.746 mét. Ai cũng biết, siêu tàu chở khách RMS Titanic đã chìm xuống đáy biển Bắc Atlantic vào năm 1912 sau khi đâm vào một tảng băng trôi trong chuyến hải trình đầu tiên của mình từ Southampton, nước Anh đến New York, nước Mỹ. Thế nhưng, không phải ai cũng biết, tảng băng hung thủ gián tiếp gây ra cái chết của hơn 1.500 người cũng như tổ chức nên thảm họa hàng hải thảm khốc nhất trong thời bình chỉ là một tảng băng trôi thuộc diện mini. Với kích thước tương đối chính xác, được ước tính vào khoảng từ 15 đến 30 mét cao và từ 60 đến 121 mét dài. Thế nhưng, cũng cần phải lưu ý rằng, đối với một tảng băng trôi hay núi băng trôi, phần trôi lên khỏi mặt nước và có thể được nhìn thấy chỉ chiếm khoảng 10% tổng kích thước thực sự của chúng. Điều đó đồng nghĩa với tảng băng đã đánh chìm siêu tàu Titanic trên thực tế có thể cao từ 150 đến 300 mét, tức là gấp từ 0,55 đến 1,115 lần chiều dài con tàu số này, khoảng 269,1 mét. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thể khiến tảng băng hung thủ trong sự kiện Titanic thoát khỏi phân khúc tảng băng mini. Quay trở lại thời điểm năm 2017, một tảng băng khổng lồ lớn gấp 1,72 lần diện tích thủ đô Hà Nội và nặng xấp xỉ 1.000 tỷ tấn, tức là gấp khoảng 200 tỷ con voi châu Phi trưởng thành, đã tách ra từ thềm băng Lassen Sea rộng 44.200 km2 nằm ở bờ đông của bán đảo Nam Cực. Tảng băng 1.000 tỷ tấn được đặt tên là A68, có diện tích bề mặt lên tới 5.800 km2 và là một trong số 10 tảng băng trôi lớn nhất thế giới. Chính xác hơn thì là núi băng trôi lớn thứ tư thế giới từng được quan sát và xếp hạng bởi con người. Tiện nói về xếp hạng thì núi băng lớn nhất từng được ghi nhận bởi con người mang tên B15, dài 295 km, rộng 37 km, cùng diện tích bề mặt xấp xỉ 11.000 km2, tức là rộng gấp khoảng 3 diện tích thủ đô Hà Nội. B15 tách ra từ thềm băng Ross, thềm băng khủng bố nhất Nam Cực với diện tích bề mặt xấp xỉ 500.000 km2 vào thời điểm năm 2013. Để cho bạn dễ hình dung thì nếu coi thềm băng Ross là một quốc gia độc lập, nó sẽ là quốc gia sở hữu cái sổ đỏ to thứ 52 thế giới. Quay trở lại với B15, siêu núi băng này tách ra khỏi thềm băng Ross vào tháng 3 năm 2000,
phôn ba trong vài năm rồi vỡ ra thành nhiều lưỡi băng nhỏ hơn vào năm 2002, với mảnh lớn nhất mang tên B-15A, rộng tới 6.400 km², và là ngọn núi băng to thứ 3 trong lịch sử cho đến khi tiếp tục vỡ ra thành những mảnh nhỏ hơn vào tháng 10 năm 2005. Kim loại nặng nhất từng được biết đến bởi nhân loại, xét theo khối lượng riêng hay mật độ khối lượng có tên osmium hay oxymi, với khối lượng riêng lên tới 22,59g trên 1cm khối hay 22,59 tấn trên 1m khối. Để cho bạn dễ hình dung thì khối lượng của 1m khối nước chỉ là 1 tấn, của 1m khối sắt chỉ là 7,87 tấn, của 1m khối chì là 11,34 tấn, của 1m khối tungsten hay wolfram, kim loại sở hữu nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tự nhiên, và của vàng cũng chỉ là 19,3 tấn mà thôi. Ở chiều hướng trái ngược, kim loại nhẹ nhất từng được biết đến bởi con người vẫn xét theo mật độ khối lượng là microlattice hay metallic microlattice, một vật liệu kim loại tổng hợp có dạng xốp, cấu thành từ những bọt kim loại siêu nhẹ với khối lượng riêng vỏn vẹn 0,9mg trên 1cm khối, tức chỉ 900g trên 1m khối. Không chỉ là kim loại nhẹ nhất, microlattice còn là chất rắn nhẹ nhất, đồng thời là một trong những vật liệu cấu trúc nhẹ nhất từng được biết đến bởi khoa học. Nhẹ tới mức một khối microlattice có thể nằm trọn trên một bông hoa bồ công anh mỏng manh mà không làm hư hại đến những cánh hoa. Để cho bạn dễ hình dung thì một khối microlattice nhẹ hơn một khối xốp styrofoam, một loại vật liệu siêu nhẹ thường được sử dụng để làm xốp cách âm, cách nhiệt trong xây dựng tới 100 lần. Hay để bạn dễ hình dung hơn chút nữa thì 1m khối không khí ở 25 độ C nặng khoảng 1,2839 kg, tức là còn nặng hơn 1m khối microlattice tới 1,3 lần. Sở dĩ nhẹ hơn cả không khí, thế nhưng các khối microlattice lại không bay vút lên trời như những quả bóng bay, hay chỉ ít thì là lơ lửng trong không khí, là bởi kim loại siêu nhẹ này sở hữu một cấu trúc rỗng, được liên kết với nhau bằng những thành chống rỗng làm từ hợp kim niken phosphor với đường kính 100 micromet và thành dày 100 nanomet, khiến 99,99% thể tích của một khối microlattice hoàn thiện về cơ bản là không khí. Nâng khối lượng riêng bao gồm cả không khí của vật liệu này lên 2,1mg trên 1cm khối hay 2,18kg trên 1m khối, tức là nặng hơn không khí khoảng 1,7 lần. Chiến dịch con cá, nguyên văn là Operation Fish, là tên gọi của một cuộc sơ tán của cải của người Anh từ Vương quốc Anh đến Canada bằng đường biển. Đây được xem như là sự di cư của cải lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nhân loại. Thật vậy, với lo ngại rằng Vương quốc Anh sẽ thất thủ trước người Đức trong Thế chiến thứ hai, Thủ tướng Anh lúc bấy giờ, Winston Churchill, đã bật đèn xanh cho chiến dịch con cá, chuyển gần như toàn bộ của cải của người Anh và nước Anh lúc bấy giờ, ước tính khoảng 1.500 tấn vàng thỏi, cùng toàn bộ lượng trái phiếu chính phủ đang được sở hữu bởi người dân đến Ottawa và Montreal, Canada cho mục đích phòng hợp. Để cho bạn dễ hình dung độ khủng khiếp của cuộc siêu sơ tán của cải này, thì lượng vàng được chuyển từ Anh sang Canada năm 40 của thế kỷ trước đủ để lấp đầy kho chứa vàng rộng hơn 550m² của Ngân hàng Canada, Bank of Canada, đồng thời biến ngân hàng này trở thành địa điểm chứa số lượng vàng thỏi nhiều thứ hai thế giới lúc bây giờ, chỉ sau kho dự trữ vàng nằm tại căn cứ quân sự Fort Knox của Mỹ. Và để cho bạn đỡ mất công tính toán thì 1.500 tấn vàng khi ấy sẽ có giá khoảng 62 tỷ đô la Mỹ ở thời điểm hiện tại, cộng với 300 tỷ đô la Mỹ giá trị của toàn bộ số trái phiếu sau khi đã điều chỉnh lạm phát. Lượng tài sản mà người Anh gửi nhờ người Canada khi ấy sẽ tương đương với GDP năm 2018 của Hồng Kông hay Singapore, gấp 1,5 lần GDP của Việt Nam và gấp 2,76 lần tổng tài sản của người đàn ông giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, Jeff Bezos. Cũng phải nhấn mạnh rằng đã không có bất cứ chỉ vàng hay bất cứ tờ trái phiếu nào bị thiếu hụt hay thất thoát trong suốt cuộc sơ tán tài sản có quy mô khủng nhất hành tinh này. Nếu như Everest là ngọn núi tấm gương để tất cả những ngọn núi khác trên thế giới noi theo, thì núi Zhangjiakou, xin nhấn mạnh là núi Zhangjiakou,
nằm ở làng Gazipur, thủ đô New Delhi của Ấn Độ, cũng có thể được coi như là hình mẫu mà tất cả những nhúm rác, những đống rác và những bãi rác trên thế giới mong muốn một ngày nào đó sẽ đạt tới. Thật vậy, với diện tích tương đương 40 sân bóng đá, tức là khoảng 285.600m2 hay 28,56 hectare, cùng chiều cao lên tới 65m, núi rác Gazipur, một cách không hoa, có thể được coi như là kỳ quan trong giới rác rưởi. Tiện nói về kỳ quan thì với đà tăng chiều cao như hiện nay, khoảng 10m mỗi năm, siêu kỳ quan rác rưởi sẽ cao hơn cả Taj Mahal, di sản thế giới được UNESCO công nhận, đồng thời là biểu tượng của Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, sở hữu chiều cao 73m vào năm 2020. Quay trở lại với hiện tại, nếu như bạn cho rằng 65m vẫn chưa bó bèn gì, thì xin được thông báo nhẹ với bạn rằng, vào năm 2018, giới chức Ấn Độ đã cân nhắc việc lắp đặt đèn cảnh báo trên núi rác để phòng tránh việc các khí cụ bay hút vào núi rác khi bay đêm. Xin được cung cấp thêm một vài thông tin thú vị khác. Núi rác Gazipur, tiền thân là bãi rác Gazipur, được khai trương vào năm 1984 và đã đạt sức chứa tối đa vào năm 2002. Thế nhưng, do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do chính quyền sở tại tạm thời chưa tìm ra được giải pháp thay thế, bãi rác Gazipur đã được hoán cải thành núi rác Gazipur và tiếp tục được tin dùng cho đến tận ngày nay. Với khoảng 2.000 tấn rác được bồi đắp mỗi ngày, siêu núi rác Gazipur hiện có tổng cân nặng vào khoảng 13 triệu tấn, tức là nặng bằng khoảng 2.600.000 con voi bụi cỏ châu Phi trưởng thành, hay khoảng 2,2 cái đại kim tự tháp Giza, cao 138m, đáy rộng 230,4m, dành cho bạn nào đang muốn hình dung. Bên cạnh việc sản xuất ra những mùi hương đặc trưng mà một siêu đại bãi rác thường có, đầu độc nghiêm trọng bầu không khí trong bán kính 5km kể từ núi rác, cũng như chiết xuất ra một loại nước đen đặc biệt, phân phối thẳng vào kênh rạch và xuống mạch nước ngầm. Việc duy trì siêu núi rác Gazipur cũng mang lại những lợi ích nhất định, thế nhưng không phải là cho con người, mà là cho những tập đoàn ruồi nhặng, chim chóc, chuột bọ, chó hoang hay bò hoang.